Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại ăn cua nữa ha. Giới thiệu các bạn, đây là ăn cua thịt 600g. Bạn nhìn nè, còn đây là hai con cái so nhỏ xíu à, nhìn nè, một trời một vực thấy không? Nhìn cái, nhìn thấy độ khủng của con bự. Đây, hai con này, cái con 600g này chưa khủng bằng con này. Đây, đây là con cua thịt này 800g nè, thấy không? Các bạn nhìn nè, nhìn cái cạn nè, thấy không? Thấy cạn đó không? Khủng khiếp chưa? Đây, nhìn cát biển nè. Đây con còn nữa nè, thấy chưa? Lên phèn luôn nè, thấy chưa? Nhìn cái càng cũng chưa? Con này khoảng 900g. Có khách order rồi. Cái đó của anh ta. Còn của mình là nhiêu đây ha. Với lại một dĩa tôm rang bơ tỏi, hai chén nước chấm nè. Bia Tiger tại chợ à. Các bạn nhìn cái càng của con cua nè, thấy chưa? Đây con cá sò nè, cá sò hai con này khoảng 300g à, nhỏ xíu à. Nhìn nè, cái càng nó bự bằng con cá sò luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đập cái càng này mình ăn ha. Đây, đây. Đây. Thấy không? Đây. Đó. Thấy chưa? Đã không? Các bạn nhìn cái càng nè. Hấp dẫn chưa? Đi. Mà đi. Đi đi. Wow. Đã chưa? Đã chưa? Cái càng nè các bạn. Có nhiều người thích ăn con cua bự. Cua bự nhìn nó đã mắt thôi, các bạn nhìn cái càng, cái vỏ nè, vậy. Nói thật chứ mình khách thường order yêu cầu cua bự, mình cũng tư vấn là nên chọn cua nhỏ đi, con cua ngon nhất là khoảng 500g, cái vỏ nó mỏng. Còn cua bự thì vỏ nó dày thì tất nhiên là các bạn ăn nó mắc tiền mà lại tốn tiền vỏ, vậy thôi. Nhưng mà nó trang trí thì nó đẹp, đây nè. Thấy không? Cái càng đó nè, con này khoảng 600g. Đây. Chấm muối tiêu chanh. Ngon quá. Thịt rất là ngọt. Các bạn nhìn nè. Ha. Cảm ơn. Ngọt quá trời ngọt luôn. Con cua này mình hấp, không có luộc, hấp cách thủy. Bạn nhìn vỏ nè. Dễ cọ mà. Để mình tách nó ra coi sao ha. Đây ở trong đó nè. Cũng có sạch. Bỏ cái cái vỏ đó. Ở dưới quê nói ăn cái này là không lá dầm, nhưng thực chất nó là cái phổi. Cái phổi của cái của con tôm á, của anh con cua. Thằng cua. Bây giờ rớt chưa? Bỏ mấy cái đầu về đi. Húp cái phần này, cái phần này ngon lắm. Các bạn húp vẫn cẩn thận ha. Có một số con gạch nó nhả, các bạn hút lên là lên cái lỗ mũi là sạch luôn á. Nè. Tốt nhất là lấy muỗng múc. Mẹ nó làm đâu vậy? Bỏ nó. Đây, bạn nhìn nè. Múc. Các bạn bẻ ra thì các bạn múc, chứ mà bạn để nguyên con không? Hút một cái là nó lên tới lỗ mũi luôn á. Nè, nhìn nè. Thấy không? Béo. Có một số bạn ăn con cua cái so, nói là tại sao hình đăng quảng cáo thì nó có cái gạch vàng, mà sao ăn thì một số con nó có gạch đen, gạch màu xanh. Thực sự thì cua cái so một số con phần lớn thì là có gạch gạch vàng ăn béo, một số con á thì là có gạch đen, gạch xanh. Những cái đó không phải là nó bị gì đâu ha, mà cái bị nó chỉ là bình thường thôi. Một số con nó có như vậy, các bạn ăn vào thì nó có vị hơi đắng đắng chứ nó không có béo ngậy như là cái gạch vàng ha. Các bạn cũng đừng có sợ, các bạn cứ ăn bình thường thôi.
Nhưng mà một số người thì người ta sợ, người ta không dám ăn cái phần đó, người ta bỏ ra, người ta chỉ ăn thịt thôi. Này, bạn nhìn thịt này. Không? Thịt nè. Thấy thịt không? Dai quá trời dai luôn. Mình lấy lại cái con cua. Con cua 800g. Rồi gì? Cá giò 150g. Đây các bạn nhìn so sánh nè. Đây vậy, lấy cái này ra. Rồi, đây. Các bạn nhìn so sánh nè, đặt nó trên bàn nè, đó. Đây. Con cua. Thấy không? Một trai một vật thấy không? Ừ. Nhìn nó đẹp, trang trí thì ăn thì nhìn có vẻ nó mắc mắc á, nhưng mà vỏ nó dày. Nếu mà đây, còn con cá giò chút xíu nè. Gặp nó béo. Quá đã luôn. Nhai nghe rộp 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 luôn. Không bị ha. Ôi mẹ. Nè. Bỏ nước. Nè. Bỏ nước. Ngon quá, cũng ngọt ngam à. Bỏ nước. Ừ, nước, con uống đi. Ngon lắm, nè. Thấy không? Đây, nguyên cục thịt luôn nè, mình gỡ ra nguyên cục thịt cho các bạn luôn. Ha. Thịt nè. Ừ. Chấm muối tiêu chanh. Đây, ha, không ra. Mồm. Đây. Thịt quá trời thịt này, thấy không? Có nhiều khách quen của mình inbox mình hỏi tại sao buôn bán mà sao không ẩn những cái tin comment của khách đi. Cái mình nói 100% khách hỏi giá cũng đâu có phải là tất cả đều mua đâu, đúng không? Thì không sợ người khác vào lấy khách hàng à. Thì mình bảo là 100% khách vô comment hỏi giá thì đâu phải là ai cũng mua đâu. Thì người ta cứ chọn chỗ nào rẻ thì người ta mua thôi. Ha. Còn khách hàng thì họ không mua cho mình thì họ mua cũng mua chỗ khác à. Còn những cái shop khác mà không tốn tiền quảng cáo để mà vô lấy khách hàng á. Cái đó thì chuyện làm ăn thôi, thì họ lấy cái nguồn tài nguyên khách của mình thì cái chuyện đó về cái đạo đức kinh doanh thôi ha, mình không bàn tới. Họ lấy được cái này thì họ mất cái kia thôi. Ha. Đây. Mình ẩn làm gì đâu, khách hàng cái đó là nguồn tài nguyên, khách thì họ không ăn của mình thì họ cũng ăn của người khác thôi, chứ đâu phải là khách mà mình ẩn comment để người ta không biết tới làm gì đâu ha. Bạn nhìn cái que nè, ngon đến tận que. Đây. Con ăn cái chân nãy rồi hả? Đây. Thịt nè. Nè. Cô. Thịt. Ngon quá bạn. Con bia hả? À, đây. Mình không có tiền ăn con cua hoàng đế hay king crab á. Con king crab bự chà bá lưỡi rồi nè. 2,000,000 ký, con sống chắc khoảng không? Một con sống 3,000 ký khoảng 6 triệu ha, bằng nửa chiếc xe máy hoặc là bằng nửa cái iPhone. Ăn một lần tốn nửa cái iPhone. Không, mình ăn con cua này có 600 thôi mà ngon quá trời. 600 gram chứ không phải 600 ngàn nha. Tôm à, cái que nè.
Ba quá. Ba bị bắt rồi có ấy không? Ừ. Ngon quá. Ngon quá. Thế thì cũng được rồi. Đây là mới nửa cái thân mình thôi đó. Bẻ cho con. Nè, cho con cái que nè. Ăn như thèm hoài, chảy nước miếng. Con ăn quảng cáo mà. Đây. Hôm nay làm tôm thẻ. Thẻ nuôi ha. Nuôi là mình nói nuôi. Còn tự nhiên là mình nói tự nhiên ha. À, tôm thẻ nuôi này mình rang bơ tỏi. Đây. Đây. À. Chấm với muối tiêu chanh. Đây. Ngon quá. Ăn tiêu chanh. Ăn bơ tiêu chanh. Khỏi chấm muối tiêu chanh cũng ngon. Cái bơ nó thơm mà nó đã lắm. Vỏ nó mềm chúng nó cứng. Nhai luôn rồi. Nhai luôn hả? Được rồi. Nào. Đây. Cái sau ha. Mở ra coi nó có gạch vàng hay gạch xanh hay gạch đen ha. Ồ. Gạch vàng. Gạch sẫm. Coi còn con này. Đây. Cũng vậy luôn. Nhưng mà gạch vàng nè. Đây. Cái vịt vàng này nó béo lắm rồi. Thơm ngon lên. Đây. Ai cho bẻ cái càng này, các bạn nhìn cái càng còn lại nè. Mình đập cái càng lại ha. Trời ơi, nước. Trời ơi, dằn nước rồi. Ây da. Đây. Con ra. Ăn nhìn nè. Thấy chưa? Nè cái càng nè. Đã không? Đã không? Có ai thèm không nè, không ra không ra. Đây, để cho mày gương mặt thương hiệu đứng bên sau cái máy quay ha nè. Nè cho con nè. Đây. Cho một can miếng. Nam cắn nó thôi. Cho em đi nhường em đi, chúng làm ăn này nè. Ừ. Rồi con ăn tôm ha. Đây, mình sẽ ăn cái của sau. Chấm muối ớt xanh. Đây. Ngon quá. Để các bạn. Đó. Ừ, cái nước nè, múc chấm cái nước nè. Đó, khỏi cần. Khỏi cần. Chấm nước chấm chị. Ăn chấm cái nước nè. Đó. Cực kỳ đã luôn. Đó. Tỏi nè. Cái tỏi này các bạn ăn lên ăn bùi lắm. Bây giờ. Đã quá. Chấm cái nước nè. Ngọt. Cái nước nó thơm. Ăn ngon. Thằng Ken không ăn bỏ vô đây làm chi vậy? Ngon. Cái nước nè, quẹt cái nước nè. Ngon mà. Ăn hải sản là phải ăn bốc nè, tay chân dính vậy nè. Đó, miệng mồm phải dính bơ, dính gạch, rồi dính nói chung là ăn hải sản là không nên ăn lịch sự, ăn lịch sự á là người khác ăn hết của mình ăn xong một con tôm là người ta ăn không hết một ký rồi ha, cứ nhai rỗng rãng đặng.
đi với tụi bạn mà lịch sự ăn ăn tôm hải sản ăn lịch sự là không? Là mình vừa ăn xong con tôm là tụi bạn ăn hết nguyên ký rồi. Cứ táp đại. Dính đầm lâm luôn. Tắm nước tôm, nước tắm rồi. Bạn. Đây được con bia gạo ơi. Ngon hết chứ. Quá. Chứ đồ tôi vậy mà. Ăn hải sản là phải uống bia ha. Không. Đâu còn ăn. Bé càng nhỏ ăn mới được. Nhậu đã rồi. Bây giờ mình đã ăn xong ha. Bây giờ mình sẽ quay qua thằng mấy thằng cháu ăn đang ăn ha. Nè, nửa con này cho nó nè. Cái càng này cũng cho nó rồi. Đây là cua cái so. Đây một con. Với cái càng. Ha, hai cái càng. Rồi. Bây giờ để qua đây nha. Giờ mình sẽ để qua đây ha. Rồi. Cái này giờ để nhỏ. Kiếm còn gì không? Cái chân cái que nè. Quá ngon. Cái que nè. Đấy rồi nè. Đây. Gặp nè. Rồi bây giờ qua kia đứng bên kia để cậu quay cho. Ok, cay. Okay. Đây. Rồi bây giờ quay. Bia không? Tụi bay ăn đi. Rồi cậu quay. Cậu ăn xong rồi đó. Xử hai cái càng ngu khủng rồi. Chờ mày sẽ quất sạch. Đã chưa? Ôi. Sao vậy? Ác quá Nam ơi. Nó ăn phải đập như vậy đó. Mới đã. Ăn mà phải đập. Ăn mà tự nhiên không đập thì sao cắn không? Sao anh thấy con? Cái gì? Cái này hấp rượu hấp bia rồi lên. Hấp bình thường. Ôi. Ghê tội. Đâu, cậu coi coi. Đâu, đưa cậu coi coi. Rồi nhìn nè. Đây. Ừ. Cái con bự nãy nè. Ý đừng cho cái chó ăn. Cứ táp hết rồi càng. Này sao ăn được bữa đây? Bia. Bia ba. Đập lấy đập xuống bàn nè, có lý hơn lấy cái đồ gấp càng nữa. Lâu. Gặp vàng tươi đó, nói gì đâu. Quay. Nè, mấy ăn má đâu ăn. Nè, tôm ra con rang bơ nè. Thử coi. Ăn ngọt. Chay. À, ăn chay hả? Trời. Anh nè, vậy. Ừ. Đây quả lột cái này nè, lấy mai ra, cái yếm ra. Nó biết bóc gạch ăn nữa kìa. Trời ơi nó mà. Ủa? Mình bữa nay không có hấp đi, hấp đi, hấp đi, hấp đi. Nhìn nó nè. Nên là há mới kiếm ra. Trời ơi té. Nhìn miệng mồm đó nè, thấy không? Ăn là ăn cua là phải miệng mồm phải dính gạch vậy đó, rồi mới hấp dẫn. Ai lột lại. Trời trời ơi, nó đánh mưa kìa. Cậu không? Đâu? Tôm đâu? Ai? Đưa lên đây, đưa đây, đưa đây ông kính nó, bạn thấy giờ đó, ăn tôm nè, nó. Hấp đi cả. Ăn đi. Nó. Đắp xô anh ta gạch không mà nó gì anh cả. Không biết. Có nhiều người ăn chúng cái xô nó có gạch đen. Với gạch xanh. À chưa. Ờ, con ăn đi. Chưa, thấy chưa. Ông quên không có nhà thôi, ăn. Này. Cái thùng, xốp mà đựng hai con cua. Chà bá lửa luôn. Cua khoảng 800 gram trở lên á. Thương lái Trung Quốc là họ gom từ Cà Mau lên tới Bến Tre, Trà Vinh. Nói chung là chỗ nào vùng biển nào mà có cua là họ gom hết luôn. Xuất qua Malaysia với Singapore, đi cả đi Thái Lan luôn.
làm nó tiếng Việt không. Nhưng mà làm ăn với Trung Quốc cũng cẩn thận nha. Nó gơ một hồi thời gian xong cái ôm 100 tấn, ôm 100 kg mà lên tới nó không nhận hàng, coi như là ăn chơi hết luôn. Sao giờ tôi đánh má. Có tôm nó mất tiền không? Hả? Có tôm đâu? Tôm gì? Con tôm của nó tầm á, thằng Nam lột rồi. Đầu không ăn cái què đó nè. Nè 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 nè. Đây. Ăn lột cua kìa. Các bạn nhìn nè. Nặng lên nè. Cái què nè, nó thấy chưa? Cái què mà như đây nè. Không có chuyện ở đâu để cậu. Thái chấm. Quên cái này. Ngọt, ngọt quá trời ngọt luôn. Sử sa đàng hoàng. Ăn cái què. Con có ăn đâu mà lộn con. Cái càng của con cái sò nè. Ồ, nó dính vô trong ấy luôn. Nó dính vô trong mà. Cái vỏ luôn. Này. Cái sò nó dính vô. Nè, nè kép. Đá luôn kép. Đá. Đá. Thơm đá. Trời đất ơi mày. Có. Về Út hay gì không? Vậy. Có, về mới đi á. Sông vàng rồng. Đầu tên, đầu cá. Đầu cái, đầu tên. Rồi, chăm chăm ha. Nhiều đó mà chăm chăm. Ông bia, ông bia, ông bia. Cậu biết ông bia không nhỉ? Nè, nè. Nè, nãy lúc kia. Đâu, cái sò đâu? Đây là cái cẳng đó nè, hết là cái càng, hai cái cẳng á, cái phần cái cẳng á nè. Cái sò nè. Nè bài, uống bia. Thả lên uống cắn. Ăn hết uống bia. Uống bia chắc phải ngủ luôn với uống bia. Chúc uống sao đi không? Rồi, ăn tiếp Linh đi mới ăn. Nè, con ăn cái phần con cua nè múc đi. Xong rồi đem vô ống kính khoe nè. Múc đi, múc đi. Múc gạt đi. Múc đi. Đứng chạy mình, chúng mình chút tắm hả? Nên gỡ giùm. Trời ơi. Trời ơi, hên. Ôi trời ơi, nó đã gì đâu á. Không, không có chuyện máy bay đâu. Ừ, cho thằng em. Thằng kì kì. Ăn nè. Nó giờ nó ăn dầu dèm cái mặt nữa kìa. Này, cái mắt cha, cái mắt cha gì mà cái mắt cha. Rồi, quẹp miếng nè. Lại chưa? Lại chưa? Cái quẹp bơi vậy nè. Cái bồ à. Có hai cánh quạt mà sao á. Bò đi, bò lại, bò lại, bò đi. Để nó đắng chú. Ăn uống mà không nhìn lộn nữa em nè. Tán. Nó ngọt gì đâu. Cắt ghê, cắt luôn. À. Con ăn đi, lên để gọi giúp em nè. Cái sò nè. Nè, nè, nè. Chắc mà thịt quá trời thịt luôn nè. Ken, Ken ơi. Quá mèo à. Cua thôi. Làm hết hũ bơ không? Không. Để dằn đi, múc về làm. Em tôi làm nè. Ngon quá ngon. Máu làm cua ăn bơ. Ăn, ăn hả? Cua nướng bơ. Thơm béo à. Thơm. Nè, cái bơ. Trời. Hồi nãy đưa nó có ăn không? Nó lại. Nó ăn dữ vậy ta. Nó quấn cơ.
Rồi xong ha. Tạm biệt các bạn. Các bạn mà quan tâm thì bấm nút subscribe ha, nút đăng ký á, để mình có động lực làm cái nhiều video clip về ăn uống. Mấy bữa nay thời tiết nó hơi ấy, mình chưa ra ngoài bãi biển giới thiệu biển. Nhiều người hỏi là ủa Tân Thạnh, ủa bên Tiền Giang cũng có biển hả? Biển ở Tân Thạnh á, Tiền Giang á, Gò Công á, là cái biển Tân Thạnh á, là vùng nuôi nghêu số 1 ở Việt Nam mình luôn á. Ha, bữa nào mình sẽ đem cua đồ ra ngoài bãi biển ăn với tụi nhỏ ha. Rồi, chúc các bạn nhân miệng. Okay. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. Ken bye bye đi. Tạm biệt. Bye đi ạ. Rồi.